Trong thế kỷ thứ 21, con người bắt đầu làm chủ trái đất. Và sau hơn 10.000 năm, nền văn minh phát triển. Tất cả đều bắt đầu bằng những phát minh vĩ đại nhất mà con người tạo ra. Một phát minh tuyệt vời nhất, đó không phải là sự phát minh ra những bánh xe, không phải xe hơi, không phải máy bay, mà sự phát minh trên cả tuyệt vời ấy chính là bia. Bia đã thay đổi tiến trình phát triển lịch sử của nhân loại. Ngay từ những ngày đầu tiên, bia được hình thành từ những nghiên cứu liên quan đến sức khỏe của con người. Bia và nghiên cứu khoa học đi đôi cùng nhau. Bia trở thành một phát minh kỳ diệu của thế giới. Con người đã tồn tại và sống trên trái đất này hơn 100.000 năm. Và những con người đầu tiên có cuộc sống du mục, săn bắn hái lượm bầy đàn cùng nhau. Tất cả họ đều bắt đầu lo lắng cho việc tạo ra và duy trì thực phẩm. Sau đó, 9.000 năm trước công nguyên, một điều đặc biệt xảy ra đã làm thay đổi cả thế giới mãi mãi. Con người đã từ bỏ những hang động để bắt đầu xây dựng những ngôi nhà, nuôi trồng và bắt đầu giao thương mua bán hàng hóa. Đó là sự khởi đầu của thế giới như chúng ta biết. Các nhà sử học gọi đó là cuộc cách mạng nông nghiệp. Nhưng câu hỏi là tại sao nó xảy ra? Trong thực tế, các cuộc cách mạng nông nghiệp đã được bắt đầu với lúa mạch. Trong nhiều năm, các chuyên gia cho rằng lý do để trồng lúa mạch là để làm bánh mì. Tuy nhiên, có một lý thuyết mới đã làm rung chuyển thế giới khoa học. Đó là họ trồng lúa mạch thực sự là để làm bia. Bia từng là thực phẩm dinh dưỡng dùng hàng ngày và là tiền để trao đổi hàng hóa, trả thù lao nhân công. Và giờ đây, bia không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Bia như một chất xúc tác để kết nối cuộc sống xã hội của mọi người lại gần nhau. Và dần dần, những lễ hội bia được hình thành trên khắp thế giới hàng năm. Có hàng trăm nghìn người tham gia, hòa chung vào không khí vui tươi của lễ hội. Bia tượng trưng cho sự tưởng thưởng sau những chiến thắng và thành công của mọi người. Và giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng cho một lễ hội bia hoành tráng với những nhãn hàng bia danh tiếng trên toàn thế giới đã có mặt tại Việt Nam, Experience Fest. Và bây giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng cho một lễ hội bia hoành tráng với những nhãn hàng bia danh tiếng trên toàn thế giới đã có mặt tại Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm biểu tượng của lễ hội bia năm nay. Nữ hoàng bia là biểu trưng cho những chiến thắng, những thử thách mà mọi người luôn muốn chinh phục và đạt được. Hãy sẵn sàng cho cuộc chinh phục nữ hoàng bia năm nay.